truyền hình VNATV. Hôm nay Mỹ Linh rất vui được đón tiếp một ca sĩ, một nhạc sĩ đã đến với chúng ta. Và trong trường quay hôm nay của đài VNATV thì Mỹ Linh xin giới thiệu đến với các bạn ca nhạc sĩ anh Eddie Chris. Chào anh, xin anh gửi lời chào đến với quý khán thính giả của đài truyền hình VNA. Vâng, Eddie Chris xin thân ái chào tất cả các quý vị khán thính giả của đài Việt Nam America TV. Rất là hạnh phúc, rất là sung sướng đến với chương trình với MC Mỹ Linh. Trước hết là chúng ta sẽ cùng nói với quý khán thính giả của đài về sự nghiệp của anh một chút xíu, đúng không? Để giới thiệu đến với mọi người về dòng nhạc mà anh theo đuổi. Xin anh hãy cho quý khán giả của đài truyền hình được biết là dòng nhạc mà anh sáng tác và anh đam mê đó là dòng nhạc gì vậy thưa anh? Dòng nhạc mà Andy Chris là yêu chuộng nhất, thích nhất trong cuộc đời mình là dòng nhạc tình. Ví dụ như nhạc của Việt Nam thì có những dòng nhạc là nhạc sĩ Nguyễn Thiên Minh hay là nhạc sĩ Nguyễn Thiên Minh cổ phổ của mình. Nhưng riêng đối với Chris thì Chris rất là yêu những nhạc như nhạc Pháp hoặc là nhạc Ý. Thì những nhạc phẩm về buồn, tình cảm, tình yêu, quê hương, lãng mạn của tuổi trẻ đó là nhạc blues, yên chịu, buồn và buồn, thật là buồn. Dạ, như vậy cái dòng nhạc của anh chọn đó là dòng nhạc blues, nghe cái tên là đã biết buồn rồi, blues nghĩa là cô đơn trong vắng một chút. Thì như vậy liệu rằng cái dòng nhạc buồn như vậy nó có ảnh hưởng đến tâm trạng của anh không? Có bao giờ nó làm cho cuộc sống của anh tự nhiên trở nên hơi nặng nề một chút, buồn một chút không? Có khi nội điểm bị quá không? Thật sự mà nói thì khi mình nghe tục blues sẽ cảm thấy là buồn. Thật sự ra nếu mà định nghĩa blues là màu xanh, thì trong cái màu xanh thì có nhiều cái ý nghĩa, thì như là màu hy vọng. Khi mà mình nhìn thấy cái màu xanh thì lá cây xanh và là một phút tư chứ không phải là nó buồn hòa thôi. Và khi mà nói tới dòng nhạc blue thì thường thì người ta thường trừu tượng và nghĩ đến cái màu xanh. Nhưng mà đối với Chris, Chris thì rất thích nhạc yên chịu chung, nhưng mà không có nghĩa là hoàn toàn buồn buồn, nhưng mà cũng có những vẫn có những cái vui ở trong đó. Đúng rồi, tại vì khi mà giống như là giữa đêm khuya thanh vắng vậy mà nghe một bản nhạc buồn một chút thì tự nhiên tâm hồn cũng thấy lắng lại, êm dịu hơn, phải không? Và mọi mệt mỏi trong ngày cũng dường như tan biến đi. Vậy người nhạc sĩ nào đã ảnh hưởng nhiều nhất đến dòng nhạc của anh, đến cái ý tưởng về sáng tác nhạc của anh, người nhạc sĩ nào ảnh hưởng nhiều nhất? Có hai, thứ nhất là như anh vừa nói đó là anh thường nghe nhiều nhạc Pháp. Ngôn ngữ Pháp là cái trò lãng mạn tình yêu, cho nên những dòng nhạc mà chẳng hạn như Christoph hay là Adamo Sarabo thì anh rất thích, đó là những nhạc mà có tổng pháp lớn trong tập viện sáng người 70. Còn ở Việt Nam thì nhạc tình, nhạc buồn của Ngô Thị Liên hay là Từ Quân Phụng hay là Vũ Tài Này, thì đó là những dòng nhạc buồn mà tùy theo cái tâm trạng của người sáng tác. Có buồn mà nó có cái niềm vui hay là buồn nó có mang cái niềm đau trong đó, anh được anh có thể. Dạ, vậy thì bây giờ tại sao anh lại không đánh thử một bản nhạc luôn cho quý khán giả cùng nghe để quý khán giả có thể gọi là thưởng thức rõ hơn cái dòng nhạc mà anh theo đuổi được không? Vâng, thì anh rất là happy khi em đề nghị anh hát nhạc phẩm, thì anh cũng biết là đây là nhạc phẩm buồn, nói về mùa thu. Hiện tại bây giờ trời cũng là mùa thu, rất là hợp với lại chiếc lá hôm nay và rơi. Thì đây là nhạc phẩm mà Andy Chris thường hát và nhiều người ái mộ. Thì đây là nhạc phẩm Autumn Leaves Fall, tức là chiếc lá rơi mùa thu. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức Autumn Leaves. C'est une chanson qui nous ensemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble,
toi qui m'aimais, et moi qui t'aime. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des arbres et des lignes. Hay quá, Aya thật sự là một bản nhạc rất là tha thiết, rất là trữ tình, êm dịu, dường như Mỹ Linh cũng cảm giác như là từng chiếc lá đang rơi xuống rất là nhẹ nhàng, và làm cho tâm hồn mình rất là bình an. Thật sự là bạn nhạc rất là tuyệt vời. Trang, như vậy là không biết là con đường nghệ thuật âm nhạc của anh bắt đầu từ khi nào? Khi nói về con đường nghệ thuật thì mình không có chắc rõ là khi nào. Nhưng mà mình học nhạc thì khi mình còn bé, thì mình nhớ một lần là năm khoảng 7-8 tuổi là anh đi đọc một dịp lên trên sân khấu của trường học để mình đánh trống. Đánh lúc chung với các bạn. Và thì đó là bắt đầu khi mà mình vào trong cái lĩnh vực âm nhạc, mình cũng chưa có hẳn là mình serious đi theo cái ngành quyết định thế không đâu. Nhưng mà rồi nhiều năm về sau và nhiều đàn nghe nhạc nhiều mình thích thì cũng có cái duyên khi mà sang đây được phát và cũng rất là có cơ hội để âm nhạc mình học nhạc tập đi trường nghiệp rồi khi mình sang muốn mình về một đại chúng hoặc là cái nơi mà ca và mình sẽ đi vào cái này hoa vàng là San Jose cho là chúng mình hoa vàng chúng mình yêu thì khi đó anh đến đó thì bắt đầu anh sinh hoạt và bạn ấy nhiều đàn đánh trống và hát thì rất nhiều đó vui trường. Dạ, rồi chắc chắn là anh đã từng đi đến rất là nhiều nơi phải không? Anh có thể kể cho quý khán giả biết rằng anh đã từng đi đến những đâu và ở mỗi nơi đó điều gì để lại cho anh ấn tượng sâu sắc? Riêng thì trước khi mà anh Chris mà đến xứ Mỹ này đó thì có dịp là ở Âu Châu cũng là được 6 năm rồi từng đi học thì cũng rất thích đi theo nhiều để học hỏi. Thứ nhất là về biển vì anh Chris rất mê về biển, những cái màu sắc của những sóng biển cũng là người đẹp và những cái cảnh rất là đẹp đó. Thì anh Chris là bị cái may mắn đi hết tất cả những quốc gia dư ở Việt Nam, Sư Pháp. Rồi khi mà sang bên Mỹ này thì cũng đúng là cái định mệnh cũng là cái công việc làm cho các bạn. Anh Chris đã có cái may mắn và đi rất nhiều chỗ bạn. Có thể cũng đi cái loại trên dưới 45 chỗ bạn. Rồi mình cũng có dịp đi tìm kiếm những cái miền mà bằng Canada, Texas, Cali. Nơi nào để lại cho nhiều ấn tượng? Vâng, thì anh đang suy nghĩ cái nơi mà để lại cho mình cái ấn tượng đó là mình không có đi trình diễn nhạc nhưng mà khi mình đến đó thì lại cũng chỉ mai là ngồi trước cái bờ biển và kế bên bờ biển thì có một cái trường hợp mà quý vị là ở Boston thì sẽ biết là cái trường UMass sát bờ biển thì những buổi trưa hè đó thì tất cả các cô trường ra ở đó ngồi